Ukraine triển khai loạt UAV tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Chiến thuật mới của Ukraine để tranh bẫy của Nga Quân đội Ukraine sẽ sớm ổn định tình hình chiến trường và sẵn sàng phản công vào cuối năm nay. Ukraine dồn dập tấn công Crimea, Nga nỗ lực bảo vệ viên ngọc quý. tận dụng quy định Mỹ bí mật bán vũ khí cho Israel. Theo hãng tin RT, trong thông báo ngày 7 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một UAV đã bị bắn rơi ở vùng Kursk, ba chiếc khác ở vùng Bryansk và hai chiếc ở vùng Tula. Ông Alexander Bogomaz, thống đốc vùng Bryansk, đã báo cáo về hai UAV bị đánh chặn và cho biết các thiết bị này không gây ra thiệt hại hoặc thương vong dưới mặt đất. Thống đốc vùng Kursk, Roman Starovoy, đã sử dụng mạng xã hội để phát cảnh báo trên không trong đêm. Sau gần 3 tiếng, ông đã rút lại cảnh báo này. Còn vào sáng cùng ngày, Thống đốc Alexander Gusev của vùng Voronezh cũng cảnh báo người dân về một mối đe dọa có thể xảy ra. Cả ba vùng Bryansk, Kursk và Tula của Nga nằm giáp biên giới với Ukraine và thường xuyên hứng chịu các vụ tấn công. Trong đó, vùng Tula nằm sâu trong lãnh thổ Nga và cách biên giới Ukraine khoảng 200 km khu vực này còn nằm tiếp giáp với vùng Moscow bao quanh thủ đô Nga. Các quan chức địa phương ở Tula cho biết không có thiệt hại hay thương vong nào sau khi hai UAV Ukraine bị bắn rơi. Trước thực trạng viện trợ cho Ukraine đang bị đình trệ, mới đây, theo thông tin được đăng tải trên The Guardian, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết nước này sẵn sàng cho Ukraine vay toàn bộ tài sản bị đóng băng của ngân hàng Trung ương Nga ở lãnh thổ của đất nước. Ngoại trưởng Anh nói thêm, đây là cơ hội sử dụng hiệu quả tài sản đóng băng của Nga biến nó thành khoản vay vốn hoặc trái phiếu chuyển cho Ukraine. Số tài sản Nga bị đóng băng tại Anh sẽ được sử dụng làm vật bảo đảm cho việc thanh toán tiền bồi thường của Moscow sau này. Phương án này được xem là quyết liệt hơn những đề xuất được thảo luận ở Liên minh châu Âu EU về việc Ukraine sẽ chỉ được nhận những khoản tiền lãi từ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga mà phương Tây nắm giữ. Khoản tiền lãi hàng năm ước tính khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Ông cho rằng kế hoạch trên sẽ không làm tổn hại đến danh tiếng của Trung tâm Tài chính London dưới bất kỳ hình thức nào. Sau đó không lâu, đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin đã lên tiếng cho rằng London đang can thiệp vào cuộc xung đột tại Ukraine nhiều hơn bất cứ quốc gia NATO nào. Đại sứ Nga nói, quân nhân Anh đã xuất hiện ở Ukraine, sự hiện diện của các lực lượng đặc biệt ở đây. Họ làm các công việc như đào tạo cho các bác sĩ quân y Ukraine đã được chính thức xác nhận. Chúng tôi biết những người này cũng huấn luyện cho lực lượng đặc biệt và một số đơn vị khác của Ukraine. Có một sự thật rõ ràng là việc phóng tên lửa tầm xa Storm Shadow nhất thiết phải có sự tham gia của các chuyên gia và chỉ anh mới có thể đóng vai trò này bởi đây là công nghệ rất tinh vi. Khó có thể tưởng tượng rằng quân đội Ukraine có thể vận hành nó. Hoặc họ sẽ phải trải qua khóa huấn luyện đặc biệt rất dài, điều này là phi thực tế. Nói về khả năng triển khai hàng loạt quân đội Anh tại Ukraine, nhà ngoại giao Nga cho biết ông không thấy khả năng xảy ra kịch bản như vậy. Đại sứ Kelin cho hay, đối với việc triển khai lực lượng trên quy mô lớn, các quan chức Anh đã nhiều lần xác nhận rằng nước này không có kế hoạch như vậy. Đồng thời, những kế hoạch được đưa ra như việc London dự định triển khai một sư đoàn hoặc quân đoàn ở Ukraine sẽ không nhận được sự đồng thuận của NATO nói chung. Đầu năm nay, Anh cũng thông báo kế hoạch viện trợ 2,5 tỷ bảng, gần 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm tài khóa 2024-2025, tăng 200 triệu bảng so với hai năm qua. Business Insider dẫn lời một binh sĩ Ukraine cho biết, các binh sĩ nước này đang tiến qua các chiến hào bằng cách sử dụng máy bay không người lái UAV để trinh sát và đi theo các nhóm nhỏ tránh bẫy của nga đây là một bằng chứng nữa cho thấy vai trò quan trọng của máy bay không người lái trong cuộc xung đột nga ukraina binh sĩ davison của ukraina nói rằng binh lính ukraina đang sử dụng uav để tiến quân về chiến hào phía trước theo binh sĩ này việc xây dựng chiến hào và sử dụng uav là hai lĩnh vực thay đổi nhiều nhất trong thời gian qua dựa trên những diễn biến trên chiến trường ở ukraina cả nga và ukraina đều thiết lập tuyến phòng thủ bao gồm lớp phòng thủ răng rồng dây thép gai, đào hào để đối phó với đối phương. Theo các nhà quan sát, máy bay không người lái xuất hiện trên chiến trường Ukraine nhiều hơn bất kỳ cuộc xung đột nào khác trong lịch sử. Nhiều binh sĩ Ukraine cho biết có hàng trăm chiếc UAV trên bầu trời khiến họ gặp khó khăn trong việc tiến quân về phía trước. Binh sĩ Davidson cho biết quân đội Ukraine chia thành các nhóm nhỏ hơn để đi xuống các chiến hào thay vì đi theo đoàn đông người. Kế hoạch này một phần là do binh sĩ Ukraine không biết rõ những bãi mìn hoặc những cái bẫy khác của Nga được thiết lập như thế nào việc chia binh sĩ thành nhóm nhỏ giống như một phương pháp bảo vệ họ khỏi các bẫy mìn, giúp tất cả các binh sĩ không bị tấn công cùng một lúc. Kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát, các lực lượng Nga đã sử dụng nhiều UAV để định vị, trinh sát, theo dõi và tập kích mục tiêu với độ chính xác cao. Trong khi đó, Ukraine đang đẩy mạnh sản xuất UAV trong nước và đang trên đà sản xuất 1 triệu máy bay không người lái vào năm 2024. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Hanna Hvodia cho biết, Ukraine đã vượt mốc 1 triệu về sản lượng và hơn 200 công ty trong nước đang tham gia phát triển UAV. Trong đó, gần 60 công ty đã nhận được đơn đặt hàng từ chính phủ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng khẳng định, UAV đã chứng minh tính hiệu quả trong các trận chiến trên bộ, trên bầu trời và trên biển. Trong một diễn biến liên quan khác, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã chặn 6 máy bay không người lái UAV của Ukraine đang nhắm vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo thông tin chi tiết trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi trên vùng Cớt, ba chiếc bị bắn hạ trên vùng Pryan và hai chiếc trên vùng Tula. Thống đốc vùng Pryan, Alexander Bukomai, trước đó đã cảnh báo về hai vụ đánh chặn UAV. Cả hai sự việc đều không gây ra thiệt hại hoặc thương vong trên mặt đất. Vào sáng ngày 7 tháng 3 giờ địa phương, Thống đốc Alexander Gusev của vùng Vorone cảnh báo người dân về một mối đe dọa có thể xảy ra. Vùng Cớt, vùng Pryan, và vùng Tula là ba khu vực giáp Ukraine và thường xuyên trở thành mục tiêu của lực lượng Kiev. Vùng Tula nằm sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 200 km và tiếp giáp với vùng Moskva. Các quan chức địa phương cho biết không có thiệt hại hay thương vong nào do những máy bay bị bắn rơi gây ra. Trước đó, thống đốc vùng cướt cho biết một UAV của Ukraine cũng đã tấn công một kho nhiên liệu ở vùng này, cách biên giới khoảng 100 km, gây ra hỏa hoạn. Ngoài ra, một chiếc UAV khác đâm vào kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn của nhà máy lọc quặng. Vào tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ 19 UAV của Kiev tại Biển Đen và 4 khu vực nằm gần biên giới Ukraine. Nỗ lực thực hiện cuộc tấn công bằng 19 UAV của chính phủ Ukraine nhằm vào các địa điểm trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Cơ quan này cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy hai UAV ở Kurt, 5 UAV ở Priyan, 4 UAV ở Orion, hai UAV ở Krasnodar và 6 UAV trên Biển Đen. Theo thống đốc khu vực Andrei Kalikov, những chiếc UAV bị đánh chặn ở Orion, cách thủ đô Moscow khoảng 300 km về phía tây nam, nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng Nga. Tướng Alexander Pavlyuk, người được bổ nhiệm làm tư lệnh lục quân Ukraine trong đợt cải tổ lãnh đạo quân đội gần đây, ngày 6 tháng 3 tuyên bố, chúng tôi sẽ sớm ổn định tình hình, chúng tôi sẽ làm mọi cách để giúp binh sĩ sẵn sàng tác chiến tích cực hơn và nắm thế chủ động. tuyên bố được ông Úc đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang rơi vào thế bị động và liên tục lùi bước trước đà tiến của Nga sau khi để mất thành trì Adipka ở tỉnh Donetsk. Binh sĩ Ukraine gần đây phải rút khỏi những ngôi làng xung quanh Adipka trước sức ép lớn từ Nga. Tướng Babliuk cho biết mục tiêu trước mắt của quân đội Ukraine là rút một số đơn vị đã mất năng lực chiến đấu khỏi tiền tuyến, tái trang bị và bổ sung nhân lực để chuẩn bị cho kế hoạch phản công trong năm nay tướng Bắp Lý Úc nhắc lại bình luận thời gian qua từ giới lãnh đạo quân đội Ukraine rằng tình hình tiền tuyến khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát. Ông nhận định Nga muốn gia tăng lãnh thổ kiểm soát trước thêm bầu cử tổng thống trong tháng 3, nên đã tung toàn lực tiến công thời gian qua, trong đó có lực lượng vừa được tuyển mộ và chưa được huấn luyện đầy đủ. Quân đội Ukraine trong năm 2023 đã không thể tổ chức đợt phản công hiệu quả như kỳ vọng ở mặt trận phía Nam, khi vấp phải phòng tuyến vững chắc của Nga. Lực lượng Nga sau đó chuyển sang thế tấn công, liên tiếp đẩy lùi đối phương nhờ ưu thế và hỏa lực lẫn quân số. Trong diễn biến khác, hãng tin RT dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin, ông Peskov nói hôm 6 tháng 3, nếu có điều gì đó đe dọa sự tồn tại của đất nước, vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng. Ông nói thêm theo học thuyết quản lý sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga. Trong khi đó, học thuyết hạt nhân của Nga chỉ rõ, Moscow sẽ trả đũa bằng vũ khí hạt nhân nếu như nước này hoặc các đồng minh bị tấn công trước. Vào tháng 6 năm 2023, Tổng thống Nga Putin cho biết không cần sử dụng vũ khí hạt nhân vì chúng chỉ nhằm gian đe. Trước đó, trong thông điệp liên bang trước Quốc hội Nga, Tổng thống Putin cho biết Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và đang ở trạng thái hoàn toàn sẵn sàng cho việc triển khai. Nhà lãnh đạo Nga cũng bác bỏ những thông tin vô căn cứ của truyền thông phương Tây khi cho rằng Moscow đang có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Theo Nga, đây là âm mưu của Mỹ nhằm ép Moscow đàm phán theo các điều khoản có lợi cho Washington. Mới đây, Tờ Financial Times trích dẫn tài liệu bị rò rỉ được cho là dành cho sĩ quan hải quân Nga soạn thảo từ năm 2008 đến 2014, cho biết ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn của Nga có thể thấp hơn so với ước tính của các chuyên gia quốc phòng phương Tây. Theo tờ báo Mỹ, quân đội Nga có những tổn thất trên chiến trường và mối đe dọa an ninh quốc gia là cơ sở hợp lệ để sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo đoạn video được trang min.in.ua trích dẫn, máy bay không người lái UAV trinh sát của Ukraine đã phát hiện một nhóm thiết giáp thuộc biên chế quân đội Nga, trong đó có xe tăng T-72B, T-62MV và nhiều xe bọc thép chở quân MTLB đang tiến tới khu vực làng Novo nằm tại tỉnh Donetsk. Quân đội Ukraine sau đó đã sử dụng pháo binh để tấn công đoàn thiết giáp đối phương. Do bị tấn công bất ngờ, dàn thiết giáp Nga đã rối loạn đội hình và buộc phải rút đi. Thông cáo được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công bố sau đó viết rằng quân đội Kiev đã đánh lui hàng chục đợt tấn công của đối phương vào các khu vực Heohiivka, Novomykhailivka, Prechitivka và Krasnohorivka. Một phần thông cáo viết, đối phương với sự hỗ trợ đường không đã cố đột phá tuyến phòng thủ của chúng tôi tới 3 tư lần. Trước đó, Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR vừa qua thông báo, đơn vị đặc nhiệm nhóm 13 thuộc Tình báo Quân đội Ukraine tấn công tàu tuần tra của Nga trong chiến dịch phối hợp với Hải quân bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine hỗ trợ chiến dịch này. GUR cho biết họ dùng xuồng công người lái USV Magura V5 tấn công tàu Sergei Kotov thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đang hoạt động gần eo biển Khớt, nằm giữa vùng Krasnodar của Nga và bán đảo Crimea. GUR cho hay, sau đòn tấn công của xuồng Magura V5, tàu Sergei Kotov thuộc đề án 22160 bị hư hại phần đuôi cùng hai bên mạng. Chiến hạm đối phương đã chìm, con tàu này có giá khoảng 65 triệu đô la Mỹ. Trong diễn biến khác, Tòa hình sự quốc tế ICC ngày 5 tháng 3 cho biết đã ban hành lệnh bắt với Trung tướng Sergei Kobilas và Đô đốc Hải quân Viktor Sokolov của quân đội Nga với cáo buộc nhắm mục tiêu hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng các cuộc tấn công từ tháng 10 năm 2022 tới tháng 3 năm 2023. Tòa án ở The Hagu, Hà Lan cho biết các cuộc tấn công gây tổn thất dân sự quá mức so với bất kỳ lợi ích quân sự dự kiến nào người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Chúng tôi không công nhận lệnh bắt này, nhấn mạnh Nga không phải một bên tham gia quy chế Rome thành lập ICC. Ông Peskov nói, đây không phải quyết định đầu tiên, chúng tôi cũng biết rằng có rất nhiều quy trình ở đó được tiến hành bí mật, và chúng tôi cũng sẽ đáp trả các quyết định đó một cách tương xứng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, lệnh bắt mới của ICC không có ý nghĩa gì với Nga và là hành động khiêu khích. Nga đã ký quy chế Rome về ICC vào năm 2000, nhưng chưa bao giờ phê chuẩn để trở thành thành viên của ICC và cuối cùng rút lại việc ký kết vào năm 2016. Trước đó vào tháng 3 năm 2013, ICC, tòa án hình sự có trụ sở tại The Hà Lan, đã ban hành lệnh bắt giữ tổng thống Nga Vladimir Putin và ủy viên về quyền trẻ em của Nga Maria Lvova-Belova với cáo buộc về những tội ác chiến tranh. Điện Kremlin sau đó đã bác bỏ những cáo buộc này. Các chuyên gia quân sự cho biết, hơn 2 năm sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, sự kiểm soát của Moscow đối với bán đảo Crimea, nơi được coi như viên ngọc quý của Nga, đang gặp thách thức. Ông Robert Muret, phó đô đốc hải quân Mỹ đã nghỉ hưu cho rằng, trái ngược với những bước tiến đáng chú ý mà Nga giành được trên chiến trường ở Ukraine trong những tuần gần đây, Ukraine đã giành chiến thắng phần lớn trong trận chiến ở Biển Đen. Hạm đội Biển Đen của Nga đã chịu nhiều tổn thất sau các cuộc tấn công của Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Nga đã kiểm soát Crimea kể từ khi sáp nhập bán đảo này từ Ukraine vào năm 2014, nhưng Kiev tuyên bố sẽ giành lại Crimea. Andriy Ryzenko, đại tá hải quân Ukraine đã về hưu cho rằng trong thập kỷ qua, Nga đã có ý định sử dụng các căn cứ tại biển đen ở Crimea để triển khai sức mạnh trên biển về phía nam Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch này của Nga đang đối mặt với nhiều thách thức khi Ukraine liên tục đạt được những bước tiến xung quanh bán đảo Crimea. Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy một tàu ngầm lớp kilo của Nga cũng như làm hư hại một số tàu đổ bộ của Moscow như Minsk, Saratov và Olenegorsky Goniak. Trong khoảng thời gian đầu của cuộc xung đột, sói hạn Moskva của hạm đội Biển Đen đã bị phá hủy. Xuồng không người lái của Ukraine đã phá hủy tàu hộ tống trang bị tên lửa Ivanovets của Nga vào tháng 2 và tấn công một số tàu đổ bộ của Nga. Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã tăng cường an ninh ở Biển Đen và tiếp thêm động lực cho lực lượng của Ukraine. Ông Rizhenko cho rằng việc thiệt hại tàu đổ bộ đang hạn chế mọi hoạt động tấn công đổ bộ của Nga. Mới đây, ngày 5 tháng 3, Ukraine tuyên bố đã gây hư hại tàu tuần tra mới nhất của hạm đội biển đen của Nga, tàu Sergei Kotov, bằng cách sử dụng xuồng không người lái hải quân Magura V5. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết, do cuộc tấn công của xuồng Magura V5, tàu tuần tra Sergei Kotov thuộc đề án 22160 của Nga bị hư hại phần đuôi cùng hai bên mạng. Hoạt động tấn công này do đơn vị đặc biệt mang tên nhóm 13 thực hiện gần eo biển Kursk ở bán đảo Crimea. Cũng trong ngày 5 tháng 3, một số kênh Telegram quân sự và truyền thông Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện nỗ lực tập kích quy mô lớn nhằm vào bán đảo Crimea, dùng UAV nhắm vào mục tiêu trên bộ và xuồng tự sát tập kích các tàu thuộc hạm đội Biển Đen. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grand Sharp cho biết Nga đã mất 20% hạm đội Biển Đen trong 4 tháng trước đó. Sự thống trị của Nga ở Biển Đen hiện gặp phải nhiều thách thức. Theo đánh giá của giới phân tích, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea ngoài mục đích làm suy yếu hạm đội Biển Đen Nga còn mang giá trị biểu tượng vì Kiev vẫn coi đây là một phần lãnh thổ của mình dù bán đảo đã sáp nhập Nga cách đây gần 10 năm. Việc gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào Crimea cũng buộc nhiều du khách Nga phải tránh xa bán đảo này, vốn là điểm đến nghỉ mát ưa thích. Bán đảo Crimea, nơi đặt căn cứ hải quân quan trọng của Nga, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công của Ukraine. Ukraine cũng nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Nga ở Sevastopol, bao gồm cầu dài 19 km nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Các cuộc tấn công liên tục của Ukraine thường sử dụng máy bay không người lái của hải quân và tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp đã đẩy lực lượng Nga về phía đông Biển Đen, đe dọa an ninh của Moscow xung quanh bán đảo Crimea. Ông Rizhenko cho biết, Nga hiện nay thận trọng hơn nhiều trong việc giữ an toàn cho các tàu lớn, mới hơn của nước này ở Crimea và đã chuyển một số tàu đến Novorossiysk. Theo ông Rizhenko, Ukraine cũng đã xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc qua Biển Đen, nhưng điều này không có nghĩa là Ukraine đã giành được quyền kiểm soát những khu vực này. Nga vẫn chiếm ưu thế trên phần lớn Biển Đen, ngay cả khi Moscow bị hạn chế ở phía Tây Bắc vì các cuộc tấn công của Kiev. Ông cho biết, đây là cái được gọi là vùng xám, nơi không quốc gia nào có thể thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tại sự kiện liên hoan thanh niên thế giới WEF 2024 diễn ra từ ngày 1 đến 7 tháng 3 tại Sochi, vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga. Tình hình thế giới phức tạp, có nhiều vấn đề và nhiều điểm nóng. Ở đây, chúng tôi có xung đột với những người hàng xóm lân cận. Sự thù địch đang diễn ra, đó là bi kịch khi phải giao chiến với nhau, có người thiệt mạng rồi bị thương. Trước đó, trong thông điệp liên bang năm 2024, Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích phương Tây muốn làm suy yếu Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh, phương Tây kích động xung đột ở Ukraine, ở Trung Đông và những nơi khác trên thế giới, và họ vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng Nga muốn tấn công châu Âu, đó là những tuyên bố hoàn toàn vô nghĩa. Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích những thông tin gần đây trên truyền thông Mỹ cho rằng Nga đã có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Đây là thông tin sai sự thật. Ông Putin đồng thời cảnh báo phương Tây về hậu quả thảm khốc khi muốn can thiệp vào các vấn đề an ninh nội bộ của Nga. Ông nói, những nỗ lực can thiệp mới vào Nga nguy cơ kích động cuộc xung đột quy mô lớn liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Xung đột Nga Ukraina kéo dài và trở thành một cuộc giao tranh tiêu hao. Đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho ép. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraina phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moscow cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong diễn biến có liên quan, xung đột Ukraine càng khốc liệt và kéo dài, người ta càng lo ngại về khả năng đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO trên chiến trường này. Thực lực quân sự của NATO đang là điều được chú ý vào lúc này. Mới đây, Tổng thống Pháp Macron nói rằng không thể loại trừ khả năng điều quân đội phương Tây tới tham chiến ở Ukraine. Sau khi đăng cai cuộc họp hay làm lãnh đạo châu Âu tại Paris vừa qua, Tổng thống Macron nói rằng không thể loại trừ điều gì, chúng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cần thiết để bảo đảm Nga không thể chiến thắng trong cuộc giao tranh này. Cho tới nay, NATO mới chỉ giới hạn ở việc huấn luyện các lực lượng quân sự của Ukraine và cung cấp cho họ các vũ khí phòng ngự. Các nước thành viên NATO lo ngại rằng việc trực tiếp đối đầu với quân đội Nga ở Ukraine sẽ có rủi ro dẫn tới một cuộc gia tăng xung đột trên quy mô lớn, trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin và các cộng sự thường xuyên cảnh báo rằng Nga có thể dùng tới vũ khí hạt nhân nếu nổ ra xung đột lớn hơn. Hiện tại, NATO đang tiến hành cuộc tập trận lớn nhất của mình kể từ chiến tranh lạnh. Cuộc tập trận Steadfast Defender diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024 với sự tham gia của toàn bộ 31 nước thành viên của khối NATO nhằm mục tiêu tăng cường năng lực và mức độ sẵn sàng phòng thủ tập thể. Tướng Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu nói, Steadfast Defender 2024 sẽ là minh chứng rõ ràng cho sự đoàn kết, sức mạnh và quyết tâm của chúng tôi trong việc bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ các giá trị của chúng tôi và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Đáng lưu ý, cuộc tập trận này có sự tham gia của lực lượng Mỹ và Canada nhằm thể hiện tốc độ và quy mô năng lực tăng cường của NATO. Cuộc tập trận mô phỏng một xung đột với một đối thủ gần ngang cơ, ám chỉ Nga. Điều này cho thấy NATO bắt đầu xem xét nghiêm túc khả năng xung đột trực tiếp với Nga. Kiriakos Mitsotakis ngày 6 tháng 3 cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang đưa ông đi tham quan cảng Odessa, cửa ngõ quan trọng cho hàng xuất khẩu Ukraine qua Biển Đen, thì nghe tiếng còi báo động. Ông Mitsotakis nói, ngay sau đó, khi đang lên xe, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lớn. Chúng tôi không có thời gian để trú ẩn, đó là trải nghiệm rất căng thẳng, đây là đợt nhắc nhở mạnh mẽ về cuộc xung đột đang diễn ra. Hải quân Ukraine xác nhận vụ tập kích vào Odessa xảy ra khi phái đoàn Hy Lạp đang thăm cảng cùng Tổng thống Zelensky. 5 người thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tập kích. Các nguồn tin cho biết, vị trí bị tập kích cách đoàn xe của hai lãnh đạo 500 đến 800 m. Bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraina, tin sự có mặt của hai lãnh đạo là tình cờ. Người phát ngôn nhảy trắng cho biết, dường như tên lửa rơi gần đoàn xe hộ tống tổng thống Ukraina và thủ tướng Hy Lạp. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lên án vụ tấn công Odessa khi chuyến thăm đang diễn ra. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công vào nhà chứa máy bay ở khu vực cảng thương mại Odessa, nơi thiết bị không người lái đang được chuẩn bị cho lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng trong chiến đấu và đã đạt mục tiêu. Vào tháng trước, hãng Reuters dẫn tin từ quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 31 máy bay không người lái UAV về phía nước này, nhưng lực lượng phòng không Ukraine đã chặn được 23 trước. Theo Aviapro, nơi bị đánh trúng là một cơ sở lưu trữ nhiên liệu được vận hành vì lợi ích của lực lượng vũ trang Ukraine. Lính cứu hỏa cho hay, có thể vẫn còn nhiều người bị vùi dưới đống đổ nát. Thống đốc vùng Odessa cũng thông báo tìm thấy thi thể giữa các mảnh vỡ vụn sau vụ tấn công của lực lượng Nga. Trang Aviapro đưa tin, một loạt vụ nổ cũng xảy ra ở một số khu vực. Mục tiêu bị tấn công là các địa điểm của quân đội Ukraine và cơ sở công nghiệp liên quan tới sản xuất, sửa chữa thiết bị quân sự. Hồi đầu năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tăng cường tấn công vào các cơ sở quân sự của Kiev. Cụ thể trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái UAV nhằm vào các doanh nghiệp của Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Ukraine. Trong khi đó, tờ European Pravda Ukraine dẫn đánh giá của tình báo quốc phòng Anh nêu rõ. Các nhà phân tích của Anh lưu ý rằng Nga đã tăng cường cường độ tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine. Các lực lượng Nga đã triển khai một phần đáng kể trong kho dự trữ tên lửa đạn đạo và hành trình không đối đất mà nước này đã tích lũy được trong thời gian qua tình báo quốc phòng Anh đánh giá các cuộc tấn công mới đây rất có thể nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Điều này trái ngược với các cuộc tấn công lớn vào mùa đông năm ngoái, vốn tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuy nhiên, các hoạt động mới của Nga cho thấy ít nhất có sự thay đổi tạm thời trong cách tiếp cận của Nga đối với các cuộc tấn công tầm xa. Cơ quan tình báo quốc phòng Anh cho biết, những người lên kế hoạch cho các hoạt động của Nga gần như chắc chắn nhận ra tầm quan trọng ngày càng tăng của năng lực công nghiệp quốc phòng liên quan ở Ukraine khi Kiev chuẩn bị cho một cuộc giao tranh kéo dài. Trong video đăng tải trên kênh Telegram, thống đốc vùng biên giới cướp của Nga, ông Roman Starovoy thông báo một bể chứa nhiên liệu tại nhà kho ở quận Zelenogorsky thuộc vùng cướp cách biên giới Ukraine khoảng 90 km bốc cháy vì một vụ tập kích của UAV. Tuy nhiên không ai bị thương tích gì trong sự cố. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời ông Starovoy cho biết thêm, các lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp của Nga đã có mặt tại hiện trường. Quan chức này hứa sẽ cập nhật cho công chúng biết thông tin về vụ việc. Ukraine đã liên tục sử dụng UAV tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng khác của Nga trong những tuần gần đây. Khu vực Cớ thường xuyên bị các lực lượng Kyiv nhắm mục tiêu kể từ khi xung đột giữa hai nước láng giềng bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Trước đó, theo đài RT của Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã chặn 4 máy bay không người lái vào sáng ngày 5 tháng 3. Trong đó, 3 chiếc đã bị đẩy lùi khỏi vùng Belgorod và một chiếc khác trên vùng Kurs. Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết vụ nổ ở vùng Belgorod đã gây hỏa hoạn cho một cơ sở hạ tầng. Vị quan chức này không cáo buộc vụ việc liên quan đến các hành động của Ukraine. Dẫn thông tin từ dịch vụ cứu hộ, ông Gladkov nói rằng một thùng nhiên liệu đã bị ảnh hưởng nhưng đám cháy đã được dập tắt trước khi lan rộng. Kênh Telegram Mass đã công bố đoạn video về hậu quả của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine và một cơ sở dầu mỏ hãng tin này cho biết chiếc máy bay được cho là đến từ vùng Sumy của Ukraine. Ông Alexander Gusev, thống đốc vùng Voronezh, đã cảnh báo người dân về mối đe dọa trên không do máy bay không người lái gây ra. Ông nói trên mạng xã hội rằng lực lượng phòng không đã sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công này, song vị quan chức đã rút lại cảnh báo trên khoảng 90 phút sau đó. Moscow cáo buộc lực lượng Ukraine thường xuyên đưa máy bay không người lái cảm tử vào Nga. Trong đó, các khu vực gần lãnh thổ do Kiev kiểm soát chịu thiệt hại nặng nề nhất phía Ukraine chưa bình luận về những cáo buộc trên. Theo báo cáo của ông Gladkov, Ukraine đã thực hiện 8 vụ pháo kích chỉ trong hôm mùng 4 tháng 3 với âm mưu tấn công vùng Belgorod, 3 vụ máy bay không người lái thả đạn và một vụ tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử. Ông cho biết một số vụ tấn công đã gây hư hại trên mặt đất nhưng may mắn không có người nào bị thương. Các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga, đặc biệt là các cơ sở năng lượng, đã gia tăng trong những tuần gần đây. Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm về các vụ tấn công, nhưng động thái này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng phòng không của Nga trước những cuộc tập kích của Kiev. Veska, một hãng tin điều tra độc lập cho biết, diện tích lãnh thổ của Nga mà Ukraine có thể tấn công đã tăng hơn 300.000 km vuông kể từ tháng 9 năm 2023. Những khu vực này bao gồm các thành phố Saint Petersburg, Nizhny Novgorod và Yaroslav. Theo tính toán của Veska, điều này có nghĩa là hơn 1 triệu km vuông lãnh thổ Nga, không bao gồm Crimea và Sevastopol bị sáp nhập, nằm trong khu vực dễ bị UAV của quân đội Ukraine tấn công. Voska lưu ý rằng, một máy bay không người lái cảm tử đã lần đầu tiên tấn công thành phố Sochi ở phía nam nước Nga vào ngày 20 tháng 9 năm 2023. Hai ngày sau, một UAV khác tấn công thị trấn Tuapse cách khoảng 100 km về phía bắc ở vùng Krasnodar thành phố Saint Petersburg, quê hương của Tổng thống Vladimir Putin, cũng bị UAV của Ukraine tấn công lần đầu tiên vào ngày 18 tháng 1. Một UAV khác tấn công nhà máy lọc dầu Nevsky Mazut ngày 31 tháng 1 và bị hệ thống phòng không S-400 của Nga đánh chặn. Truyền thông Nga vừa qua công bố hình ảnh dây chuyền sản xuất UAV cảm tử Geran 2 với lượng lớn máy bay đang chờ lắp ráp và xuất xưởng. Cụ thể, Phóng viên Nga Vladimir Soloviev công bố video 17 giây cho biết đây là những hình ảnh độc quyền được quay bên trong nhà máy chế tạo máy bay không người lái UAV cảm tử Geran 2. Thời gian ghi hình không được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng video được quay tại đặc khu kinh tế Alabuga thuộc Cộng hòa Tatarstan. Trong video, hàng chục khung thân UAV Geran 2 được xếp sát nhau, gồm cả phiên bản thông thường màu ghi sáng và mẫu bóng đen màu đen xám. Chúng chưa được lắp động cơ và hệ thống điện tử cho thấy đây là những UAV đang trong quá trình hoàn thiện. Theo các tài liệu dò dỉ mà truyền thông Mỹ có được, nhà máy tại Alabuga đặt kế hoạch xuất xưởng 6.000 UAV cảm tử Geran 2 trước tháng 9 năm 2025. Nhóm chuyên gia tại ISIS cũng cho rằng các kỹ sư Nga đang tìm cách cải tiến công nghệ của dòng Geran 2, tận dụng trình độ và năng lực công nghiệp trong nước để xuất xưởng những phi cơ có chất lượng tốt hơn, quy mô lớn hơn so với dây chuyển của Iran. Trong khi đó, Cây bút Thomas Newdick của tờ The Driver viết trên chuyên trang quân sự Warzone của Mỹ rằng Nga đã triển khai lượng lớn UAV sao chép dòng Sahed 131 và Sahed 136 của Iran để tập kích Ukraine. Tuy nhiên, hình ảnh dây chuyển cho thấy nỗ lực sản xuất đang tập trung vào phiên bản dựa trên mẫu Sahed 136, vốn có kích thước và tầm bay vượt trội so với Sahed 131. Trước đó, theo một chỉ huy đơn vị máy bay không người lái UAV của Ukraine, Nga đang vượt trội với UAV trên chiến trường với số lượng có thể nhiều gấp 7 lần Báo The New Voice of Ukraine dẫn lời ông Yuri Fodorenko, chỉ huy đại đội Ashin thuộc lữ đoàn xung kích số 92 Ukraine cho biết, trong các khu vực tiền tuyến ưu tiên, một UAV của Ukraine phải đối mặt với 5 đến 7 chiếc của đối phương. Phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine, Suspine, chỉ huy Fodorenko cho rằng chiến thuật của quân đội hai bên khác nhau cũng là do sự mất cân bằng đó. Điều này buộc quân đội Ukraine chiến đấu có chiến lược hơn. Ukraine chỉ triển khai UAV khi đã xác định mục tiêu trong khi Nga có thể sử dụng UAV một cách ổn định hơn, thường xuyên triển khai các UAV góc nhìn thứ nhất, còn gọi là FPV, bay lảng vàng với hy vọng phát hiện mục tiêu để tấn công. Thiết bị không người lái đã trở thành một đặc điểm nổi bật của cuộc chiến ở Ukraine, khi cả Nga và Ukraine đều tăng cường hoạt động với các mô hình và chiến thuật mới. Quân đội Ukraine gần đây đã tiết lộ thêm thông tin về một loạt thiết bị không người lái mới, bao gồm UAV, backfire, chống nhiễu, xe tự hành Raten S và thiết bị lặn không người lái Marika Thiết bị không người lái đã giúp Ukraine tấn công các vị trí sâu bên trong các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, gây khó khăn cho hạm đội biển đen của Nga ở Crimea. Trong khi đó, Nga đã tăng cường sản xuất UAV tấn công cảm tử giá rẻ. Các UAV cảm tử tầm xa đã được Nga nhiều lần sử dụng trong các vụ tập kích sâu vào lãnh thổ Ukraine, tấn công Kiev và nhiều cảng biển và cảng sông. Hãng thông tấn Armenia Amen Press dẫn nguồn do Thư ký Hội đồng Bảo an Armenia Amen Gregorian thông báo Armenia đã gửi thông báo chấm dứt hoạt động của lực lượng biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, FSB, tại sân bay quốc tế Zvanot ở thủ đô Yerevan của quốc gia Kapka. Ông Grigorian tuyên bố, Armenia đã gửi thư chính thức tới Liên bang Nga với quan điểm rõ ràng. Chúng tôi đã thông báo rằng quân đội biên giới Armenia sẽ chịu trách nhiệm tại sân bay Zvanot. Quan chức trên nói thêm, trong thời kỳ độc lập này, đất nước của ông đã có được năng lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và tại thời điểm hiện nay, Armenia có đầy đủ khả năng kiểm soát hoàn toàn sân bay. Trước đó, chủ tịch quốc hội Armenia Alan Simonian cho biết, ông tin rằng việc lực lượng biên phòng Nga rời đi là điều thích hợp. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow vẫn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào của Armenia liên quan vấn đề này. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, nước này có những tuyên bố liên quan việc rút lực lượng biên phòng khỏi sân bay Zvartnots là một ví dụ về động thái không thân thiện của Armenia bà Zakharova đảm bảo Nga luôn cam kết tôn trọng luật pháp quốc gia của các quốc gia có chủ quyền. Thông qua một thỏa thuận kéo dài nhiều thập kỷ giữa Yerevan và Moscow, binh lính Nga hiện đang bảo vệ biên giới của Armenia với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, cũng như tuần tra an ninh tại sân bay Zvanot. Động thái mới nhất trên diễn ra trong bối cảnh Armenia đang ngày càng thể hiện sự xa rời với các đồng minh truyền thống. Hồi tháng 2, Thủ tướng Armenia Nikon Pashinyan, thông báo tạm đình chỉ tư cách thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu, với cáo buộc Liên minh quân sự này đã không thực thi thỏa thuận về an ninh tập thể đối với Zerevan, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2022. Rồi tờ dẫn lời ông Basinza nói, Từ lâu, tôi đã tuyên bố Armenia không phải là đồng minh của Nga trong vấn đề Ukraine. Đây là quan điểm chân thành của chúng tôi. Chúng tôi rất đau lòng khi không thể tác động đến tình hình. Nhân dân Ukraine là dân tộc thân thiện với chúng ta. Thủ tướng Armenia nhấn mạnh, Tuyên bố Alma-Ata 1991 áp dụng cho mọi dân tộc, trong đó có Armenia, vì nó được các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, bao gồm cả Nga và Ukraine ký kết, công nhận biên giới và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Ông khẳng định nếu tuyên bố đó bị phá bỏ thì mọi thứ có thể sụp đổ. Bên cạnh đó, ông Basinjan khẳng định Armenia không có ý định xem xét việc trở thành thành viên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông nói tư cách thành viên NATO không phải là vấn đề chúng tôi đã hoặc đang thảo luận. Nga đã yêu cầu Armenia làm rõ hành động này. Tuy nhiên, Thư ký Hội đồng Bảo an Armenia Grigorian cho rằng Nga nên làm rõ quan điểm của mình với tư cách là thành viên CSTO thay vì yêu cầu Armenia làm rõ những điều đó. Ở diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Armenia Suren Papikian và người đồng cấp Hy Lạp Nikos Dendias gần đây đã nhất trí tăng cường thúc đẩy hợp tác quân sự giữa hai nước. Trong thông báo đưa ra sau cuộc thảo luận được tổ chức tại Yerevan, Bộ Quốc phòng Armenia cho biết hai bộ trưởng đã đề cập tới nhiều vấn đề trong mối quan hệ song phương. Sau đó, trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Pikian nhấn mạnh hai bên đã thảo luận việc triển khai thực hiện thỏa thuận Hy Lạp Armenia về hợp tác kỹ thuật quân sự. Đây là văn kiện được hai nước ký kết hồi cuối năm ngoái. Tháng 8 năm ngoái, chính phủ Armenia đã công bố thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự với Hy Lạp, cũng như kêu gọi hai bên nghiên cứu và chuyển giao công nghệ quốc phòng, cũng như thành lập các liên doanh sản xuất thiết bị quân sự và đạn dược. Thông báo cũng cho hay, hai bên sẽ đào tạo chuyên gia và sửa chữa thiết bị quân sự nhập khẩu từ các nước thứ ba. Các hoạt động chung này sẽ được điều phối bởi một ủy ban do quân đội Hy Lạp và Armenia thành lập. Dẫn báo cáo công bố vào hôm mùng 5 tháng 3, Văn phòng Tổng Thanh tra Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID cho biết họ đã nhận được 15 khiếu nại về cáo buộc lấy cắp hoặc chuyển hướng viện trợ, 12 khiếu nại về gian lận chương trình viện trợ, 11 khiếu nại về gian lận mua sắm và 11 khiếu nại về xung đột lợi ích. Văn phòng Tổng Thanh tra cũng nhận được 5 khiếu nại về cáo buộc hối lộ, 5 khiếu nại về quản lý yếu kém cùng một khiếu nại về lạm dụng và bóc lột tình dục. Tổng cộng, văn phòng này đã nhận được 182 khiếu nại về hành vi gian lận trong viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, họ không công khai tiết lộ thông tin về các cuộc điều tra mở. Nhóm thanh tra đã tổ chức 6 cuộc họp với USAID và các nhân viên chính phủ Mỹ khác. Nhóm cũng đã 5 lần gặp gỡ các thực thể Ukraine và 3 lần gặp gỡ những người thực hiện viện trợ và những người được nhận trợ cấp cũng như tiến hành hai cuộc họp nâng cao nhận thức về gian lận. Trong hai năm kể từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã chi khoảng 113 tỷ đô la Mỹ cho viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Kiev. Khoảng 45 tỷ đô la Mỹ trong số đó đã được chi cho vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ quân sự. Vào mùa hè năm 2022, một bài báo của đài CBS News cho rằng chỉ có khoảng 30% số vũ khí phương Tây gửi đến thực sự được đưa ra tiền tuyến ở Ukraine. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo rằng vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine có nguy cơ bị tuồn ra chợ đen và tới các vùng đang xảy ra xung đột khác trên thế giới. Mỹ kể từ đó đã triển khai hàng chục giám sát tới Ukraine để theo dõi các chuyến hàng vũ khí mà nước này viện trợ cho Kiev. Trong khi đó, Tổng Giám đốc điều hành của DTEK, hãng năng lượng tư nhân lớn nhất tại Ukraine, ông Maxim Timchenko nói rằng Ukraine có thể thua trong chiến tranh năng lượng với Nga nếu viện trợ của Mỹ tiếp tục bị đình trệ và không tới Ukraine sớm. Lời tuyên bố trên của ông Timchenko đã làm tăng thêm mối quan ngại ngày càng lớn của Kiev về gói viện trợ dành cho họ bị phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ chặn lại. Giới chức Ukraine cho biết, gói viện trợ này cần được chuyển đến nước này trong vòng một tháng để giúp lực lượng vũ trang của họ ngăn chặn kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine, hiện đã bước sang năm thứ ba. Tổng giám đốc Tim Chenko nói với tờ Financial Times, sau 2 năm xung đột, chúng tôi không thể để thua trong cuộc xung đột năng lượng này. Có nguy cơ chúng tôi bắt đầu thua vì những gì được hứa hẹn đã không được bàn giao cho chúng tôi. Ông Tim Chenko nói tiếp, chiến thắng của Ukraine phụ thuộc không chỉ vào những người chiến đấu ở tiên tuyến, mà còn ở cách sinh tồn của nền kinh tế chúng tôi, vào cách duy trì hoạt động của các ngành công nghiệp và doanh nghiệp. Theo ông, nguồn cung cấp điện quan trọng ngang hàng nhau trong cả mùa hè lẫn mùa đông. Ngân hàng Thế giới vào tháng 11 năm 2023 ước tính rằng thiệt hại của ngành năng lượng Ukraine trong xung đột vũ trang với Nga là ở mức 12 tỷ đô la Mỹ, với hơn 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị hư hại trong mùa đông 2022-2023. Theo ông Timchenko, trong những tháng đầu của mùa đông, Ukraine được chuẩn bị tốt hơn và vẫn bảo vệ khá tốt cơ sở hạ tầng năng lượng của mình. Nhưng trong những tuần gần đây, có thêm nhiều UAV và tên lửa của đối phương đánh trúng mục tiêu. Ukraine hiện đang chật vật duy trì hệ thống phòng không trong bối cảnh nguồn cung đạn dược từ phương Tây cạn kiệt dần. Tranh cãi trong Quốc hội Mỹ đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu thốn đạn dược của Ukraine, làm ách tắc 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ của Mỹ, trong đó một nửa là dành cho vũ khí. Nguồn viện trợ đạn dược, tên lửa của châu Âu cũng đang thiếu, dù cho các nước EU hiện tìm cách chuẩn bị nhanh gói viện trợ khẩn cho Ukraine. Công ty Ditech đáp ứng khoảng 20% nhu cầu năng lượng của Ukraine. Công ty ghi nhận hơn 9.700 vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng của mình kể từ khi Nga phát động tiến công quân sự vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Gần 160 cuộc tấn công là nhằm vào các nhà máy nhiệt điện của công ty này. Riêng năm 2024 cho tới nay, công ty hứng chịu 150 cuộc tấn công. Trong quãng thời gian này, hơn 1 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp bị mất điện tại các khu vực hoạt động của Ditech. Tổng giám đốc Timchenko gợi ý một trong những cách Ukraine có thể nâng cao sự kiên cường của mình trước các đòn tấn công của Nga là bằng cách mở rộng năng lượng tái tạo. Hàng tiền Reuters cho biết, Moldova và Pháp sẽ ký hiệp định hợp tác quốc phòng vào ngày 7 tháng 3, theo giờ địa phương, như một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm tăng cường năng lực của quốc gia thủ liên xấu cũ, trong bối cảnh họ lo ngại Nga đang gia tăng sự can dự vào Moldova. Moldova, nước láng giềng phía tây của Ukraine, có ngân sách quốc phòng rất nhỏ và từ lâu có mối quan hệ căng thẳng với Nga. Mối quan hệ này trở nên tồi tệ hơn khi Moldova ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Nga có quân đội và lực lượng gìn giữ hòa bình đóng tại Transnistria, một khu vực trước đây thuộc Moldova và đã duy trì quyền tự chủ trong ba thập kỷ với sự hỗ trợ từ Moscow. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong một tuyên bố hôm 6 tháng 3 rằng các hiệp định hợp tác kinh tế và quốc phòng sẽ được ký kế kết khi ông gặp người đồng cấp Moldova Maya Sandu tại Paris. Ông Macron sẽ nhấn mạnh sự ủng hộ của mình đối với độc lập, chủ quyền và an ninh của Moldova trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine, tuyên bố nêu rõ. Pháp và Moldova đã đạt được thỏa thuận ban đầu vào tháng 9 năm ngoái, trong đó có đào tạo quân nhân, đối thoại quốc phòng thường niên và chia sẻ thông tin tình báo. Thỏa thuận cũng đề cập đến việc Pháp sẽ hỗ trợ những nỗ lực của Moldova trong việc tìm cách phát triển năng lực quân sự của mình, bao gồm cả việc có thể mua các vũ khí phòng không tương tự như hệ thống Mitran của Pháp, vào thời điểm đó, Moldova tuyên bố đã mua radar GM-200 do tập đoàn Thales của Pháp sản xuất để cải thiện khả năng giám sát trên không nhằm phát hiện và theo dõi các mục tiêu bay từ độ cao trung bình đến rất cao. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết họ sẽ tiến hành kiểm tra các phương tiện phòng không của Moldova nhằm giúp tăng cường an ninh trên bầu trời Moldova. Song song với chuyến thăm của bà Sandu, các quốc gia phương Tây sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến do Pháp chủ trì để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine cũng như Moldova khu vực Chanyechia hồi tháng 2 đã đề nghị Nga giúp nền kinh tế của họ chống lại áp lực từ Moldova. Về phần mình, mạng tin euroasia.expert dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 6 tháng 3 cho biết nước này hướng tới phát triển mối quan hệ bình đẳng với Moldova, nhưng lưu ý rằng chính quyền Moldova đang theo đuổi chính sách tiêu chuẩn kép đối với phía Nga. Đề cập đến bình luận của Tổng thống Moldova Maya Sandu với tờ The Wall Street Journal Mỹ khi bày tỏ lo ngại rằng nếu Nga thắng ở Ukraine, tiếng nói của Mỹ sẽ trở nên yếu hơn và lợi ích của nước này sẽ bị tổn hại. Bà Zakharova cho rằng Mỹ không quan tâm đến quyền công dân, phúc lợi xã hội, tự do và dân chủ của các đối tác và do đó Moldova sẽ không được hưởng lợi từ trật tự dựa trên luật lệ do Mỹ chi phối. Tổng thống thân châu Âu của Moldova, Maia Sandu, sẽ tranh cử nhiệm kỳ 2 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào cuối năm nay khi bà tìm cách leo lái quốc gia 2,6 triệu dân nằm giữa Ukraine và Romania vào khuôn khổ châu Âu và phá vỡ ảnh hưởng của Điện Kremlin bà Sandu đã vạch ra kế hoạch chi tiết để Moldova gia nhập EU vào năm 2030. Các cuộc đàm phán gia nhập đã mở ra vào tháng 12 năm ngoái, nhưng chính quyền Moldova từ lâu đã cảnh báo về những nỗ lực của Nga nhằm gây bất ổn cho hệ thống chính trị, ví dụ khuếch đại thông điệp qua các kênh truyền thông xã hội như Telegram và TikTok, tăng cường các cuộc tấn công bằng cách ủng hộ các cuộc biểu tình thân Nga, kích động bạo lực và ủng hộ khu vực ly khai Transnistria. Nga đã nhiều lần phủ nhận việc can thiệp vào các cuộc bầu cử ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao Nga tuần trước cáo buộc NATO đang cố gắng biến Moldova thành một Ukraine thứ hai, chống lại lập trường đa số ở nước này. Trong cuộc biểu tình ở thủ đô Vaksava ngày 6 tháng 3, một số người mang theo cỗ quan tài giả có dòng chữ Nông dân sống 20 năm bị thỏa thuận xanh bức tử. Đám đông tràn xuống đường, thổi kèn và dơ cờ Ba Lan trước khi lên kế hoạch tuần hành tới trụ sở quốc hội. Nông dân cũng biểu tình trước văn phòng Thủ tướng Donald Trump, đốt lốp xe và ném pháo để yêu cầu chính phủ thay đổi chính sách. Piotr Duda, lãnh đạo công đoàn lớn nhất Ba Lan NSZZ Solidarność, nói qua loa phóng thanh với những người biểu tình trước văn phòng thủ tướng rằng thợ mỏ, công nhân ngành thép, ô tô, công nghiệp thực phẩm và nhiều ngành khác đều có mặt ở đây. Điều quan trọng nhất là chúng ta sát cánh bởi có chung yêu cầu chấm dứt thỏa thuận xanh, chấm dứt nọc độc xanh. Ở những địa phương khác, nông dân phong tỏa nhiều tuyến đường họ lái máy kéo tới ngoại ô thủ đô Warsaw nhưng bị cảnh sát ngăn vào thành phố. Thỏa thuận xanh được Liên minh châu Âu EU đề ra áp đặt nhiều hạn chế trong các lĩnh vực, trong đó có sản xuất nông nghiệp nhằm hướng tới chuyển đổi xanh với mục tiêu cuối cùng là đạt phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc việc tạm ngừng nhập khẩu hàng hóa từ Ukraine trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến giá ngũ cốc. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Tusk cho biết Ba Lan đang thảo luận với Ukraine về việc đóng cửa tạm thời biên giới giữa hai nước và ngừng hoạt động thương mại nói chung. Ông nêu rõ sẽ thảo luận vấn đề này với đại diện nông dân Ba Lan và đây chỉ là giải pháp tạm thời có thể gây tổn hại cho cả hai bên. Trong khi đó, Thứ trưởng Kinh tế Ukraine Taras Kaka cho biết biện pháp này không được đề cập trong cuộc gặp kéo dài 4 giờ với các bộ trưởng Ba Lan. Ông hy vọng hai bên có thể tìm ra giải pháp dỡ bỏ phong tỏa biên giới Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Alexander Kubrakov cũng khẳng định không có quan chức nào của nước này đang đàm phán việc đóng cửa biên giới với Ba Lan. Nhằm hỗ trợ kinh tế Ukraine sau khi xảy ra cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này, năm 2022, Liên minh châu Âu EU đã quyết định giảm thuế đối với hàng hóa Ukraine vận chuyển vào liên minh bằng đường bộ. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến logistics đã khiến phần lớn ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine ùn ứ tại Ba Lan, một thành viên EU làm giá hàng hóa trong nước giảm. Nông dân Ba Lan cùng nhiều nước châu Âu biểu tình nhiều tuần qua để phản đối các quy định nghiêm ngặt trong sản xuất của thỏa thuận xanh cũng như việc nông sản Ukraine được miễn các loại thuế nhập khẩu, khiến sản phẩm của họ không thể cạnh tranh trên thị trường. Người biểu tình kêu gọi chính phủ nước mình và EU thay đổi chính sách với nông sản giá rẻ Ukraine, đồng thời giảm bớt các hạn chế đặt ra đối với ngành nông nghiệp. Reuters dẫn nguồn tin riêng cho biết, cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley, đối thủ chính của ông Trump trong Đảng Cộng Hòa, đã quyết định rút lui khỏi cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Reuters cho biết, bà Haley đã có phát biểu vào 10 giờ sáng ngày 6 tháng 3 theo giờ địa phương để nói về mục tiêu của bà trong cuộc bầu cử sắp tới. Bà Haley sẽ kêu gọi những cử tri ủng hộ mình, ủng hộ đối thủ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử 2024. Cũng theo Reuters, Bà Nikki Haley là đối thủ lớn nhất còn lại của ông Trump trong việc giành tư cách ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Bà Haley quyết định rút lui đồng nghĩa với việc ông Trump sẽ giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa, qua đó lần nữa đối đầu với Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden vào tháng 11 tới. Trong ngày siêu thứ ba ngày 5 tháng 3, ông Trump giành chiến thắng ở 14 trên 15 bang, gồm cả California và Texas. Trong khi đó, bà Haley chỉ thắng ở bang Vermont. Bà Haley từng thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng Hòa ở thủ đô Washington khi vượt qua ông Trump với tỷ lệ 62,9% so với 33,2%. Trước đó, bà đã thua ông Trump trong cả 8 cuộc bầu cử sơ bộ. Reuters nhận xét chiến thắng ở Washington là một thành quả mang tính biểu tượng nhỏ. Trong khi đó, ở phía đảng Dân Chủ, đương kim Tổng thống Joe Biden không đối mặt với đối thủ nặng ký nào trong ngày siêu thứ ba. Cho đến nay, vị Tổng thống 81 tuổi đã giành chiến thắng ở hầu hết các cuộc bỏ phiếu của đảng Dân Chủ. Theo Reuters, không nhiều người Mỹ ưa thích kịch bản ông Trump và ông Biden tái đấu các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cả hai chính trị gia này đều có tỷ lệ ủng hộ thấp trong lòng cử tri. Do đó, cuộc bầu cử vào tháng 11 tới được dự báo sẽ tiếp tục gây chia rẽ sâu sắc trong lòng nước Mỹ. Ông Biden xem đối thủ là mối nguy hiện hữu của nền dân chủ, trong khi ông Trump luôn tuyên bố cáo buộc này không có căn cứ. Riêng ông Biden có một nỗi lo là gánh nặng tuổi tác. 3 phần tư số người được hỏi trong cuộc thăm dò hồi tháng 2 của Reuters cho rằng ông Biden đã quá lớn tuổi để đảm nhận vai trò lãnh đạo nước Mỹ. Khoảng một nửa trong số những người được hỏi cũng nói điều tương tự về ông Trump. Trong khi đó, nửa đêm từ khu nghỉ dưỡng mà Allego ở Florida, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu gửi cử tri sau khi ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày siêu thứ ba của Đảng Cộng hòa. Ông Trump đã gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ và gọi đây là một chiến thắng lớn. Trong bài phát biểu dài 20 phút này, cựu tổng thống Trump không nhắc tới đối thủ bà Nikki Haley, thay vào đó ông kêu gọi Đảng Cộng hòa và nước Mỹ đoàn kết đồng thời nhắc lại một số thành công trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, và trình bày một số quan điểm về đường lối đối nội, đối ngoại. Ông Trump cho rằng các cuộc xung đột Hamas-Israel, Nga-Ukraine và tình trạng lạm phát cao kỷ lục tại Mỹ hay mất an ninh biên giới không được phép xảy ra. Ứng cử viên này cam kết nếu được bầu lại làm tổng thống, ông sẽ đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại cả ở trong nước cũng như trên trường quốc tế. Ngày 6 tháng 3, Điện Kremlin tiếp tục bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng họ giàn dựng các chiến dịch nhằm gây ảnh hưởng đến hai cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và 2020. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Petkov nói trong bài giảng cho sinh viên về những định kiến về nước Nga. Chúng ta chưa bao giờ can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ. Ông Petkov nói thêm, và lần này chúng ta không có ý định can thiệp. Chúng ta không ra lệnh cho bất kỳ ai phải sống như thế nào, nhưng chúng ta không muốn người khác ra lệnh cho mình. Theo hãng tin Reuters, Người phát ngôn điện Kremlin khẳng định mọi nỗ lực từ nước ngoài nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Nga vào cuối tháng này sẽ bị ngăn chặn. Nga không quan tâm đến những lời chỉ trích của phương Tây về cuộc bỏ phiếu mà ông Putin chắc chắn sẽ giành chiến thắng trừ khi có diễn biến bất ngờ. Vào năm 2019, báo cáo của công tố viên đặc biệt của Mỹ Robert Mueller cho hay, Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 một cách sâu rộng và có hệ thống. Tình báo Mỹ thì tin rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Hồi năm ngoái Cuộc điều tra do Bộ Tư pháp và Bộ An ninh nội địa Mỹ phối hợp tiến hành đã không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước này năm 2022. Trong báo cáo công bố, Bộ Tư pháp và Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết, các tin tặc nước này đã tìm cách tấn công trang web của một số văn phòng bầu cử bang. Tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ nước ngoài đã xâm phạm cuộc bỏ phiếu, cũng như không có bằng chứng nào cho thấy hoạt động này cản trở việc bỏ phiếu, thay đổi phiếu bầu cũng như làm gián đoạn khả năng kiểm phiếu hay truyền kết quả bầu cử một cách kịp thời, thay đổi bất kỳ khía cạnh kỹ thuật nào của quá trình bỏ phiếu hoặc làm tổn hại đến tính toàn vẹn của thông tin đăng ký cử tri trong cuộc bầu cử năm 2022. Báo cáo phù hợp với đánh giá mật về sự can thiệp bầu cử nước ngoài được gửi tới Tổng thống Mỹ Joe Biden vào đầu năm 2023. Trong cuộc bầu cử năm 2022, Đảng Cộng Hòa đã giành được đa số xít sao tại Hạ viện, trong khi Đảng Dân Chủ bảo vệ thế đa số hẹp tại Thượng viện. Trong diễn biến khác, Tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ ngày siêu thứ ba, gần như xác nhận một cuộc tái đấu lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Theo kênh CNN ngày 6 tháng 3, hơn chục bang tại Mỹ đã tổ chức bầu cử sơ bộ hoặc họp kín vào ngày 5 tháng 3, ngày lớn nhất của các cuộc đua đề cử cho đến nay khi chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 tăng tốc. Cựu Tổng thống Trump tiếp tục thống trị cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng Hòa chỉ thua bà Nikki Haley ở duy nhất một bang là Vermont. Mặc dù 15 bang bỏ phiếu hôm ngày 5 tháng 3 không có đủ đại biểu để ông Trump giành được đề cử của đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, nhưng ông Trump đã có bước tiến lớn và chứng minh rằng cánh cửa dành cho bà Haley gần như đã đóng lại. Vào ngày siêu thứ ba, giống như mọi ngày bầu cử sơ bộ khác, ông Biden đã thắng áp đảo một số đối thủ của mình, thường giành được khoảng 80% số phiếu bầu. Để so sánh, ông Trump hiếm khi đạt được mốc đó Tất nhiên bà Haley là đối thủ thách thức đáng gờm hơn so với đối thủ cạnh tranh của Tổng thống Biden là Marianne Williamson hay nghị sĩ Dean Phillips. Trục trặc duy nhất với Tổng thống Biden xảy ra ở vùng Samoa, một lãnh thổ nhỏ bé của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương, nợ ông Biden thua ứng cử viên ít được biết đến trước đây là doanh nhân Jason Palmer. Theo CNN, với tình hình hiện nay, nước Mỹ sắp diễn ra cuộc tài đấu giữa Tổng thống Biden và ông Trump. Tờ The Telegraph, cả ông Trump và Tổng thống Biden đều tập trung vào đối phương khi kết quả ngày siêu thứ ba trở nên rõ ràng. Trong bài phát biểu chiến thắng tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, ông Trump tập trung chỉ trích chính sách nhập cư của Tổng thống Biden. Trong khi đó, trong một tuyên bố, Tổng thống Biden coi ông Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Tờ Washington Post đưa tin quan chức chính quyền Tổng thống Biden đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về việc thực hiện 100 thương vụ bán vũ khí cho Israel, bao gồm hàng nghìn quả bom và vũ khí sát thương khác, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Theo Washington Post, các giao dịch mua bán được thực hiện bí mật, né sự giám sát của Quốc hội Mỹ. Điều đó có nghĩa là không có những phiên thảo luận công khai về các giao dịch mua bán này. Theo đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Mỹ, chính phủ nước này không cần báo cáo với quốc hội khi thực hiện giao dịch dưới 25 triệu đô la Mỹ với các đồng minh thân cận về thiết bị phòng thủ chính, được định nghĩa là các khí tài có giá trị lớn và đòi hỏi nhiều công sức nghiên cứu phát triển. Ngưỡng này được nâng lên thành 100 triệu đô la Mỹ với các sản phẩm quốc phòng khác như bom. Đây được coi là lỗ hổng lập pháp để chính phủ Mỹ có thể chia nhỏ các gói vũ khí chuyển chỗ Israel mà không cần báo cáo quốc hội. Đến nay, doanh số bán vũ khí mà Mỹ công khai chuyển chỗ Israel bao gồm bom chính xác trị giá 320 triệu đô la Mỹ tháng 11 năm ngoái, 14.000 vỏ xe tăng trị giá 106 triệu đô la Mỹ và 147,5 triệu đô la Mỹ nguyên liệu cần thiết để chế tạo đạn pháo 155mm trong tháng 12. Jeremy Condidic, cựu quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden nói, đó là con số phi thường trong khoảng thời gian ngắn. Điều này cho thấy sự hỗ trợ lớn lao của Mỹ để Israel kéo dài chiến dịch quân sự ở Gaza. Trong khi đó, George Paul, cựu quan chức bộ ngoại giao mỹ nói quy trình chuyển giao vũ khí thiếu minh bạch cho rằng việc bán vũ khí cho nước ngoài là điều mà công dân mỹ cần được biết để bảo vệ việc tiếp tục bán vũ khí cho israel chính quyền biden lập luận rằng việc bán vũ khí cho israel là một phần trong cam kết cơ bản của mỹ đối với khả năng tự vệ của đồng minh ở trung đông phát ngôn viên bộ ngoại giao mỹ matt miller cho biết chính quyền tổng thống joe biden đã tuân theo các thủ tục do quốc hội đặt ra và thường xuyên báo cáo cho các nghị sĩ dù luật không quy định phải làm điều này một cách chính thức Ông tiết lộ Nhà Trắng đã trao đổi với Quốc hội Mỹ hơn 200 lần về vấn đề giao dịch vũ khí với Israel kể từ khi xung đột tại giải Gaza bùng phát. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm ngày 3 tháng 3 nói chính phủ Israel chưa nỗ lực hết mình để đảm bảo nguồn viện trợ cho giải Gaza, yêu cầu nước này mở thêm cơ khẩu biên giới và không áp đặt bất kỳ hạn chế không cần thiết nào đối với việc cung cấp viện trợ cho khu vực. Cựu Tổng thống Donald Trump vừa qua trả lời phỏng vấn qua điện thoại trên chương trình của Fox News khi người dẫn chương trình brian kinbiid hỏi ông có đứng về phía israel không ông trump trả lời rằng có ông kinbiid tiếp tục hỏi cựu tổng thống có đồng tình với cách israel tiến hành chiến dịch ở gaza hay không ông trump nhấn mạnh phải giải quyết dứt điểm vấn đề họ đã hứng chịu một cuộc đột kích khủng khiếp cuộc tấn công đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống ông trump nói thêm những cuộc tấn công xảy ra vì họ không tôn trọng ông biden thành thật mà nói chính quyền của ông biden quá nhu nhược khẳng định các đối thủ của mỹ sẽ không hành động như vậy nếu ông vẫn còn là tổng thống Tương tự như vậy, Nga sẽ không bao giờ tấn công Ukraine. Khi được hỏi liệu có ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Gaza, ông Trump không trả lời trực diện. Cựu Tổng thống nói rằng ông ghét chứng kiến những gì đang diễn ra. Trong nhiệm kỳ Tổng thống, ông Trump từng kiên quyết bảo vệ chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu, song ông cũng nỗ lực thể hiện quan điểm phản chiến trong các cuộc vận động tranh cử năm ngoái nhằm tạo sự đối lập với Tổng thống Joe Biden và đối thủ Nikki Haley. Tổng thống Biden, đối thủ của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11, đang hứng chịu làn sóng chỉ trích ngày càng tăng từ cả phe dân chủ và trên thế giới vì đã ủng hộ Israel khi số người thiệt mạng ở Gaza tăng vọt và nguy cơ nạn đói cận kề. Trước đó, theo Nhà Trắng, trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Israel không nên triển khai chiến dịch quân sự ở Rafah mà không có kế hoạch đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho khoảng 1 triệu người đang trú ẩn tại đây. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi trong vòng 45 phút. Vài ngày sau khi ông Biden nói phản ứng quân sự của Israel ở giải Gaza là quá mức, và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về số dân thường thiệt mạng ngày càng gia tăng ở giải Gaza. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, ông Biden khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh lâu dài của Israel, nhưng cũng kêu gọi các bước khẩn cấp và cụ thể để tăng cường viện trợ nhân đạo cho thường dân Palestine ở Gaza, bao gồm chuyến hàng bột mì lớn của Mỹ đủ cho nhu cầu của 1,4 triệu người tại Gaza trong 6 tháng. Có thể thấy cuộc đua bầu cử Mỹ năm 2024 cũng tác động rất lớn đến tình hình hiện tại ở giải Gaza. Mới đây nhất, truyền thông Mỹ xác định Ông Trump và ông Biden thắng cử sơ bộ ở hơn 10 bang trong ngày siêu thứ ba. Cả hai đều hứng chịu một thất bại. Cụ thể, 15 bang và một vùng lãnh thổ Mỹ tổ chức bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng viên tổng thống đại diện cho hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump được truyền thông xác định đã giành một loạt chiến thắng. Ông Trump chiến thắng vòng sơ bộ của đảng Cộng hòa ở các bang Alabama, Arkansas, Maine, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia, Minnesota, Massachusetts, Colorado và California, cựu tổng thống Mỹ Trump gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ. Trong khi đó, đối thủ Nikki Haley đã đánh bại ông Trump ở Vermont. Kết quả được truyền thông Mỹ đánh giá là bất ngờ. Đây là lần thứ hai Haley chiến thắng ở vòng sơ bộ sau cuộc bầu cử ở Washington. Tổng thống Biden chiến thắng vòng sơ bộ của Đảng Dân chủ ở Vermont, Virginia, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Maine, Massachusetts, Texas, Arkansas, Alabama, Colorado. Minnesota, Utah và California. Tuy nhiên, tại cuộc bỏ phiếu kiến của Đảng Dân Chủ ở vùng lãnh thổ Samoa, ứng viên Jason Palmer, 52 tuổi, đã đánh bại Tổng thống Biden. Đây là vòng sơ bộ duy nhất Tổng thống Mỹ để thua tới nay. Quan chức cấp cao của Hamas, ông Osama Hamdan vừa qua cho biết một cuộc trao đổi tù binh giữa Palestine và Israel chỉ có thể diễn ra sau khi có lệnh ngừng bắn trong bối cảnh các cuộc đàm phán ở Cairo giữa Hamas, Ai Cập và Qatar tiếp tục bế tắc. Theo ông Hamdan, các điều kiện phía Hamas đưa ra để đạt được thỏa thuận ngừng bắn là Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công, rút lực lượng nước này khỏi giải Gaza và đưa những người Palestine trở về nhà sau khi phải di tản tới các khu vực khác của Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc. Trong một cuộc họp báo ở Beirut, quan chức cấp cao Osama Hamdan cho biết an ninh và an toàn của người dân tại Gaza sẽ không bao giờ đạt được ngoại trừ thông qua một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn chấm dứt các hành động quân sự của Israel theo ông việc cung cấp viện trợ cho người palestine ở gaza được xem là ưu tiên hàng đầu của lực lượng hamas động thái này của phía hamas diễn ra giữa lúc những cuộc đàm phán phải chạy đua với thời gian để đạt được một thỏa thuận kết hợp ngừng bắn và phóng thích các con tin israel bị giam giữ ở gaza trước tháng lễ ramadan của người hồi giáo hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn về việc cả hai bên đạt được sự đồng thuận trước thời điểm này thủ tướng israel benjamin netanyahu trước đây đã khẳng định rằng sẽ không dừng các chiến dịch quân sự cho đến khi Hamas bị loại bỏ hoàn toàn. Theo một số nguồn tin, Hamas đang xem xét đề xuất dự thảo cho một lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài khoảng 6 tuần, trong đó có việc trao đổi 40 con tin Israel với 400 tù nhân Palestine. Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố về một lệnh ngừng bắn tiềm năng đang nằm trong tay của Hamas. Chính quyền Tổng thống Biden đã phải chạy đua với thời gian để đảm bảo lệnh ngừng bắn trước tháng lễ Ramadan bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 bởi bất cứ hành động quân sự nào Israel trong tháng linh thiêng của người Hồi giáo sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Khủng hoảng nhân đạo vẫn vô cùng nghiêm trọng ở phía bắc giải Gaza, nơi hàng trăm nghìn cư dân đang cố gắng bám trụ bất chấp lệnh sơ tán từ phía Israel. Liên Hợp Quốc đã không thể cung cấp viện trợ lương thực cho miền Bắc giải Gaza kể từ ngày 23 tháng 1 khi chính quyền Israel từ chối tiếp nhận và bắn vào các đoàn xe viện trợ. Vừa qua, Mỹ đã thực hiện đợt thả viện trợ từ máy bay đầu tiên vào Gaza. Tuy vậy, theo ông Osama Hamdan, điều quan trọng hơn việc Mỹ gửi viện trợ tới đây chính là việc nước này ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Mới đây nhất, quân đội Mỹ thông báo đã phối hợp cùng không quân Jordani thả hơn 36.800 suất ăn xuống Gaza. Trước đó, Mỹ cũng đã thả 38.000 suất ăn xuống khu vực này Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh tình hình nhân đạo ở Bắc Gaza đang tiếp tục xấu đi và giới chức y tế tại đây cho biết đã có 15 trẻ em tử vong tại một bệnh viện do thiếu thực phẩm và nước uống. Tổng thống Joe Biden sau đó cho biết Mỹ cam kết sẽ tìm mọi cách để đưa thêm viện trợ vào Gaza. Mỹ hiện đang xây dựng một chiến lược viện trợ toàn diện qua đường hàng không, đường bộ và đường biển nhằm tối đa hóa việc vận chuyển viện trợ cho Gaza để đảm bảo viện trợ sẽ được phân phối cho mọi người dân ở khu vực này mỹ cũng đã nhiều lần kêu gọi israel làm nhiều hơn nữa để cải thiện tình hình nhân đạo ở gaza tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc thả hàng viện trợ cho thấy dường như mỹ đã từ bỏ nỗ lực thuyết phục israel phối hợp cứu trợ trên bộ ở gaza chưa kể đây không phải là cách hiệu quả để chuyển lương thực trong nhiều tháng chính quyền ông biden không thể thuyết phục thủ tướng benjamin netanyahu cho phép thêm viện trợ vào gaza tuy nhiên washington không gây áp lực lên tel aviv trong vấn đề về vũ khí